Ca sĩ Minh Hằng bất ngờ tung teaser cho MV mới đánh dấu sự trở lại của mình trên đường đua V-pop. Teaser gây chú ý bằng những hình ảnh mới đầy bắt mắt. Minh Hằng đã làm fan và khán giả thực sự thích thú. Chỉ với 13 giây ngắn ngủi nhưng teaser MV Niềm Tin Trong Ta đã nêu bật được sự đối đầu giữa hai nhân vật nữ chính đầy quyền lực. Trong hình ảnh có một nữ hoàng lửa với những bước đi đầy nóng bỏng, Minh Hằng lại một lần nữa đối đầu cùng Võ Hoàng Yến, một nữ hoàng băng giá luôn luôn toát ra vẻ lạnh lùng đầy mê hoặc. Các fan đang cực kỳ ngóng chờ để xem sự tương phản cạnh tranh giữa Minh Hằng và Võ Hoàng Yến trong MV lần này là như thế nào. Có không ít fan đã tinh ý nhận ra concept của teaser lần này có sự ảnh hưởng từ series phim truyền hình đình đám của Mỹ là Game of Thrones. Minh Hằng không phủ nhận chuyện này vì Game of Thrones là một trong những series truyền hình mà cô rất thích. Nữ ca sĩ cho biết cô xem không sót một tập nào phim truyền hình nhưng chất lượng hệt như một phim điện ảnh bom tấn thứ thiệt. Vì vậy khi xem bản nháp teaser được dựng lên, Minh Hằng ngay lập tức nghĩ đến series này và lấy cảm hứng để làm nên bộ ảnh Lửa và Băng, cũng như làm teaser trở nên Game of Thrones hơn một chút. Cuộc đối đầu giữa nữ hoàng lửa Minh Hằng với nữ hoàng băng giá Võ Hoàng Yến sẽ sớm được trình chiếu trong tháng 3 này.